Chào anh ơi, nay buổi chiều á, buổi sáng đi bài này, này buổi chiều em lên video này được cái đồi tổng cao là 365, thông số nó đây này. Lắm. Em gửi đi là cả hộp này luôn á. Đây. Này bạn mày ăn 750. Tổng dài của nó là tầm 54, 2 tầng này, mét tách này. Rồi, hàng chưa sai á, cái này này đầy đủ phụ kiện á, kia tay cầm của nó đây này. Lâu về đẹp. Rồi 750. Đổi 2 tấn. O 28 750.000. Nay chưa có phí ship ấy. Phí ship tầm 60.000 nữa. Nay em không báo ship được á. Rồi tiếp theo lên cái bộ bánh xe này. Tổng cao 12 đường kính 7 bằng đồng 3. Bằng đồng 2,5 á. Chắc chắn á, tăng lên giảm xuống. Về mà anh để máy phát điện á. Bốn cái 400. O 29 400.000. Tiếp theo lên hai cái lưỡi dao này về mai lại nó cận này. Bảng tầm 3,2, dài là 27, dày 3 lít, 4 lít, thẹp là tối rồi về mảnh mai sửa lại nữa. Hai cái 200. Ở 30 200.000. Theo hai cái dây điện dây 2,5 m á, loại 2 chấm, hai loại đó này chưa sai nữa, hai dây 100.000. Ở 31 100.000. Nên như liệt giáo 50.000. Liệt giá. Ba hai 50.000. 5 bi 10 khóa. 13 lý. Một bi là 10 mũi. O 33 100.000. Tiếp theo có 4 cái bánh xe. 3 cái có khóa, 1 cái không, hàng nán xín đó. Bảy lăm nhân hai mươi. Bốn cái này 90.000. Ba cái có khóa, 1 cái không. O 34 90.000.
theo những cái rêu. Cạn này hơi lấm chớp, 150. Điều này về đôi khi mẹ anh phải cắt ra trả cạn lại. O 35, 150. Tiếp theo là bụng mình sen. Tổng cao là 19, đường kính là 15, bằng rộng 32. Good cutter, da bắn. Bộ này 320. O 36, 320. Tiếp theo còn mấy kia. Cái tà này này, 150. Nặng lắm. Bằng đài 150. O 37, 150. Có cái nhỏ này. Tiếp theo cái này. Cái này thì hứ đó, về mảnh hang lại. Chiều này thì bằng chạy này, hơi lỏng. Này lấy 30.000. Đầu 3/8. Về mảnh hang chết đó. Sử dụng ở 38, 30.000. Hai cái cắt vải. Còn một cái đó. Một cây là 22, một cây dài 24. Hai cây này 90.000. Ba 99.000. Về cắt dây đó, ở 39.000. Rồi một cái bọp dây thẳng bọp vào bạc này. Bọp kia xét mắng. Này 30.000. O bụng 10, 30.000. Có một cây để Mitsubishi đo dám vào bạc. Này, cái này để cắn lửa di động được. Có 4 lá. Này 30.000. Ở 41, 30.000. Cái bùa te te như này này, 30.000. Xài này hàng thủ công á, về mai lại thì làm cạn khá. Này nặng tầm 5 lượng. O 42, 30.000. Vít thới. Này về bỏ cái đầu bắt vít vào đấy, 250. Hoặc đồng bình thường á, để đặt tét á, không xi hết. O 43, 250. Lên bốn cái đột như này á, 50.000. Còn một cái bị gãy. Đột thép O 44, 50.000. 1 lít. Này 60.000, 200ml. Bụng 5, 60.000. Tiếp theo cái này mất lo xó. Này thì của Hit 200ml. Này 50.000.
46 50.000. Cái khóa 15. Này 70.000. 15 này thì mở để mở xe đạp. Hai o bụng 7 70.000. Bụng kẹo các tôn. Hai trăm rưỡi. Mẹ nhà cận nhà. O bụng 8 250. Có cái nẹp. Nẹp cáp này. Này kẹo được 14 lý á. Này 200. Bụng 9 200.000. Một cái quẹt lỗ cao 50.000. O 50 50.000. Tiếp theo mấy cái cắt rào này về mảnh phải chỉnh lại con cắn này. Một cái này có mộc á, cái này gãy cạn. Này cạn thép. Lưỡi đẹp. Này bể lưỡi đó. Gãy cạn. Một này 100.000. Nặng lắm. 51 100.000. Chưa có phí ship. Thế em có mấy cái lưỡi này. Lưỡi cửa 50.000. Hàng thủ công. Mẻ lưỡi này. Cái này thì không mẻ đấy. Cái này không mẻ luôn. Này thì gãy đâu. Năm hai 50.000. Tiếp theo kim cắt. Năm 50.000 miếng cong cong như này. Năm ba 50.000. Đây một cái đàn như này. Trong này mục mục đây này. Về phần này nó về mục đây này. Trong này 100.000. Ở 54 100.000. Chỗ phần này là hơi mục đó. Tùng lỗ. Tiếp theo thùng này. Thùng này thì hơi bạc bên này. Lùng lỗ đây, lùng lỗ đây. Dưới đây con tướng đội. Nhìn đất đó. Rồi. Thùng này 120. Này về hàng lại. Thẹp này dày lắm. O 55 120. Rồi hẹn ngày lên tiếp theo.